Mai, đừng có buồn nữa. Nhìn mặt buồn, tôi mệt quá. Mà không những là tôi mệt mà con bà mệt, hiểu không? Mà khi mà mặt bà nhăn nhó, các cái cơ thần kinh ở trên mặt ấy nó nhăn lại, xong nó truyền xuống dưới bụng. Đấy, nó làm cho các mạch máu mà nuôi dưỡng em bé bắt đầu nó cũng nhăn lại, nó nhăn nó nghéo lại như thế này này. Xong cuối cùng là nó đến mặt em bé, xong đến khi em bé ra đời là mặt em bé cũng nhăn mất cả lại, nghéo luôn ấy. Má còn sợ ghê á. Thì thế đừng có buồn nữa, đừng nhăn nữa, nghe chưa? Nhưng mà từ ngày có bầu đến giờ á, tôi thấy buồn buồn tủi tủi thì sao á. Nhớ lại cái hồi cái thời mà tôi với chồng tôi á, lúc mới cưới á, lãng mạn dễ sợ luôn á. Nhắc đến lãng mạn là tôi thích. Chuyện như thế nào? Giờ tôi nói bà nghe nha. Hồi đó ông chăm tôi dữ lắm ha. Cái gì ông cũng cấm tôi hết trơn á. Cấm chơi Facebook nè, cấm chơi Zalo, cấm coi TV, cấm lên mạng, cấm đủ thứ, làm gì cũng cấm hết trơn á. Lãng mạn mà hạnh phúc thế nhỉ? Hạnh phúc lắm. Mà đã bảo người vợ mà luôn luôn mà vươn lên trong nghịch cảnh, mà lúc nào cũng thấy hạnh phúc trong nghịch cảnh, thì cái đấy là đỉnh cao của hạnh phúc. Đúng rồi, với tôi là vậy đó. Mà được. Thì đó, bởi vậy có chồng mày mới nhìn tới bà mẹ chồng mới sợ. Chuyện mẹ chồng nữa? Mẹ chồng mới ghê. Kể đi, có khi là chia sẻ được với nhau đấy. Trời ơi, bà biết không, bà mẹ chồng tôi ha, cái gì bà cũng la tôi hết trơn á. Nè ha, ngủ nướng cũng la, giặt đồ cũng la, ăn uống cũng la, đi chơi về khuya cũng la, làm cái gì cũng la tôi bà. Chính xác luôn. Ở nhà của tôi nhá, mẹ chồng của tôi nhá. Tôi chết, cẩn thận. Ngồi đây nữa là cái nỗi hận của bà nó truyền qua tôi. Là tôi ngồi một hồi là tôi lại phụt ra hết cả vấn đề của mẹ chồng tôi. Thôi, đi cho lành. Ủa đây tâm sự với tôi mà. Thôi, ở đây tai vách mạch rừng. Mất công mà ra mà đến tai mẹ chồng của mình thì mình chết. Thôi xin chào. Ê, bà nhã. Cái gì vậy trời? Tiện đây nói chuyện không bỏ đi à? Trời ơi, em ơi, mẹ buồn quá. Mấy hôm nay mẹ con sao rồi hả? Mẹ ơi. Cái gì, khoan. Chờ chút. Để mẹ lên dây lên lấy lại tinh thần. Chờ chút. Chờ mẹ, 30 giây. Xong, nhào vô. Bụng mang dạ chữa gì mà con ở đây một mình con buồn quá mẹ ơi. Mẹ có thể nào cho con về nhà mẹ ở được không mẹ? Chết rồi, tôi biết ngay mà. Mà lần nó đụng tới, nó rời tình cảm thì chết rồi. Chết rồi, tôi sắp mất con trai rồi. Trời ơi, sao vậy? Không có mất đâu mẹ. Chết rồi, đi, mày đi chừng nào mày về. Không có đâu, lần này con về nhà mẹ là con về luôn, con không có ra riêng nữa. Chết nữa rồi, mất luôn đứa cháu nội. Nó tổn mày giờ sao? Sao vậy mẹ? Trời ơi, con ơi con. Mẹ sẽ cho tiền con mướn người chăm cháu. Con đừng đi, đừng về nha. Thôi, mẹ, con muốn về ở với mẹ được không mẹ? Mẹ đang nghĩ con mà. Mẹ hiểu lầm con rồi mẹ. Mẹ ơi, con giải thích cho mẹ nghe nè. Từ ngày con có em bé, con mới hiểu được tấm lòng của cha mẹ. Dạ, con hiểu lắm, nên là bây giờ con muốn mong mẹ là cho con về nhà ba mẹ được không mẹ? Thôi, con sẽ sửa sai hết mẹ. Con muốn sửa sai hả? Dạ. Thôi, làm ơn con tha tôi đi, con sửa sai cái gì hả? Tôi mất đứa con trai, tôi mất cháu nội. Con mang con trai cháu nội đi 200 cây số, con sửa sai gì? Giờ không sửa không sai con có vừa lòng cô hả? Ủa, cách 200 cây số hồi nào? Con trai mẹ với cháu nội mẹ đi cách 2 mét phòng khách thôi à. 2 mét phòng khách cái gì? Con đi về nhà ba mẹ rồi cô cách 2 mét. Ủa là sao? Mẹ không hiểu. Con xin về nhà là con xin về nhà mẹ đó. Nhà mẹ? Dạ. Trời ơi, sao nãy giờ không chịu nói sớm? Là mẹ muốn rất im luôn. Trời ơi, sao chịu nói sớm? Được không mẹ? Được cái sao không được? Cảm ơn. Anh không đồng ý. Nghĩ sao vậy? Bây giờ em gọi điện thoại cho mẹ đi, nói là mình không về nhà. Gì kỳ vậy? Sao tự nhiên không muốn về? Về với mẹ có sao đâu. Thôi dọn đồ đi nè, đi nhanh lên. Một bà mẹ chồng bằng ba con ở. Làm sao? Chứ còn gì nữa. Em sắp đẻ rồi, em muốn về nhà em ở để cho mẹ anh phục dịch em, để cho em nhàn hả hơn em đi shopping chứ gì. Thôi đi tào lao quá. Con em nó chăm sóc, đâu liên quan tới mẹ anh đâu. Vậy thì em muốn về nhà để em né được cái tiền mướn nhà, cái tiền điện, tiền nước, tiền cơm, tất cả là tiền, đúng không? Thôi tào lao quá đi.
Mình ở chung với mẹ mình có khùng giống với mẹ đàng hoàng chứ bộ. Ở đâu mà phải ở không đâu. Gì vậy? Vậy muốn về với mẹ được chưa? Tại vì em thấy là đó giờ mình ở đây nè, mình thấy là để mẹ mình sống ở một mình, mẹ tủi thân quá. Giờ về ở chung với mẹ được chưa? Không, anh không có về đâu. Bây giờ anh không về phải không? Anh ở lại mình đi. Em cứ đi đi. Em bước ra khỏi cửa phòng một cái là có một người có bầu y chang em bước vô với anh liền. Cái gì? Làm sao? Thì ý anh nói là em bước ra khỏi cửa rồi em suy nghĩ lại rồi em quay vô với anh. Trời ơi mệt anh quá à. Bây giờ em muốn về, em quyết định về. Anh không có muốn về. Em về. Không về, không nói nhiều. Anh ngủ. Về. Trời ơi. Con à, sao đi dễ mà khó về quá vậy nè. Mai Phong ơi, nhanh lên con. Mày kêu xe tới rồi kìa. Trời đất ơi. Cái gì vậy? Ủa, sao tự nhiên kêu nguyên cái xe bự chà bá tễn thì án trước nhà tôi vậy? Chị buồn cùng chị nha. Bữa nay con tôi đã về nhà với tôi rồi. Sao chị muốn gây lộn hả chị? Tôi biết chị mất khách, nhưng mà chị cứ buồn đi, còn tôi thì vui quá xa. Nè, tôi nói chị nghe nè. Chị mà dọn đồ đi ha, là coi như mất tiền cọc. Không sao, bỏ, coi như cúng cô hồn. Rất vui vì được con rồi, con là của mà. Mẹ. À trời ơi, xong rồi hai con đi con. Dạ mẹ, tụi con quyết định rồi. Đi con. Tụi con không có về. Xin lỗi chị, tôi hơi bị vô duyên. Con giỡn hoài à. Đi. Trời ơi, xe đợi sẵn rồi kia kìa. À, đi, đi. Giỡn gì kỳ cục quá à. Ê, vậy thôi để con trả cái tiền xe đó lại cho mẹ. Bởi vậy tao nói 30 chưa phải là Tết là gì đó. Nói chung á là tưởng thắng cuối cùng á bẻ cò thua đau đớn. Chị tính gây lộn với tôi hả? Đâu có, đâu gây gì, trời tụi nó phong long mà chị. Mai. Trời ơi, hạ quả. Hạ quả, có cháu nội giật mình, cháu nội giật mình. Mai, muốn cái gì đi về nhà nói chuyện. Ở đây bà cười mẹ kìa, đi về nhà bà ăn bạc. Mẹ, nhưng mà anh Phong không có chịu về. Bây giờ đem thằng Phong ra làm cái lý do không chịu về đâu. Mẹ gặp thằng Phong nói chuyện đây. Mẹ, hạ quả. Mẹ. Không có hạ cái gì hết rồi. Mẹ. Đi đâu vô nhà tôi chị ơi. Bây giờ chú nói cho con nghe, không có nói nhiều nữa. Mày với con vợ mày dọn đồ đi giùm tao đi. Bây giờ tao không, tao như là tao cạn lời với mày rồi đó. Ủa chú, nhưng mà hai vợ chồng con là ở đóng tiền đầy đủ mà chú. Sao nhiên đuổi con đi? Nói nãy giờ không hiểu hả? Cái vấn đề không phải là tiền, mà bây giờ chú cảm thấy là nó không có hợp nhau nữa. Hả? Chúng ta không thuộc về nhau đó, thôi dọn đồ đi. Hả? Cái gì? Trời, tự nhiên ông là khách của mình mà. Tự nhiên ba đuổi đi. Con biết một, con không biết 10. Có nghĩa là con vợ nó có bầu, nó sắp sanh rồi, hiểu không? Thì bây giờ nó phải về nhà má, má nó ở đây có người chăm sóc chứ, nó ở đây cũng đâu có được, hiểu không? Con nói thiệt ba không biết gì hết á. Bây giờ Phong nó lớn rồi, nó trên 18 tuổi rồi, nó là khả năng tự lập cao rồi, nó dám tự tin, nó bước ra riêng, nó có khả năng lo lắng cho vợ, sẵn sàng đóng tiền cọc một năm trời, thì đồng nghĩa một điều là nó lo được cho vợ. Anh thay mặt mẹ anh quyết định cho em ở lại. Dạ, yeah, cảm ơn anh. Vô. Cảm ơn chú cũng vậy. Tôi thay mặt cho bà vợ của tôi mời cậu ra khỏi nhà. Ủa gì kỳ chứ? Ấy, anh thay mặt mẹ anh cho em ở lại. Nè. Đi. Mời. Ở lại. Thôi bây giờ xí, con có một quyết định rồi. Ừ. Vô đây. Vô đây. Đây. Ba mặt một lời. Đây thấy chưa? Bây giờ nè, trước mặt năm người nè. Cái gì? Có tôi nữa hả? Ừ. Mẹ hỏi con một câu cuối cùng, con trả lời chính xác rõ ràng. Nghe cho kỹ. Con có về nhà hay không? Nói đi. Nói cho mẹ hiểu kìa. Em tin anh không? Tin. Nói đi. Rồi. À, dạ thật sự là lúc đầu là tụi con không muốn về, nhưng mà bây giờ là con muốn về đó mẹ. Muốn về đó mẹ. Đó. À, làm sao nữa? Thì muốn về đó. Chứ nói vậy là muốn về. Thôi là không cãi nhau nữa. Nè, rõ ràng trắng đen rồi đó. Cái người muốn về nhà là chồng con, còn người không muốn về nhà là con. Con cứ trước mặt mẹ cứ khăng, anh Phong không muốn về, anh Phong không muốn về. Mẹ, không phải đâu mẹ. Ôi, anh muốn làm em tức chết hả? Mẹ không nói nữa, mẹ biết mà, người điên có bao giờ nhận mình điên đâu. Cô ơi, bây giờ mình sắp có cháu nội rồi, thì mình phải chấp nhận một người con dâu dở hơi chứ. Trời đất ơi. Cho nó có lý, chấp nhận. Thôi, được rồi. Tôi là con dở hơi, đúng rồi, tôi là con dở hơi nè. Đúng rồi, tôi dở hơi lắm. Tôi dở hơi lắm, chính ra đi. Thôi, năn nỉ mà, xin lỗi, bình tĩnh.
Em không có dở hơi. Thôi để anh giải thích được chưa? Dạ thưa mẹ. Vậy đây. Cái chuyện đúng thật sự là lúc đầu con không có muốn về, nhưng mà vợ con muốn về. Rồi con suy nghĩ lại là nên phải về. Nên con muốn con vợ con về, mà con chưa nói cho vợ con biết. Đó, mẹ hiểu con chưa? Rồi, mẹ hiểu rồi. Chồng con đang bên con. Cái gì nữa? Mà thôi được rồi, dì cháu nội mẹ, mẹ bỏ qua hết, mẹ không quan tâm không để ý chuyện gì. Bây giờ đi lên dọn đồ đi về con, đi, đi. Về chị. Đi, đi. Mệt ghê vậy. Trời thôi được rồi, tôi dọn đồ tôi đi cho anh vừa lòng. Trời, mệt cái nhà này quá mà. Đi theo, nhanh lên, nhanh, nhanh. Trời ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ. Trời ơi, nói từ qua giờ nó không chịu đi, tự nhiên mẹ nó xuất hiện cái đi hết trơn, khỏe. Coi như xong, từ đây về sau khỏe. Làm cà phê uống coi. Bớt vui đi ba. Mất tiền cọc nhà năm rồi đó. Tụt cái gác hả ba? Vẫn luôn luôn bên ta, cả khi ta khó khăn nhất. Vẫn luôn luôn tin ta, chăm sóc ta bao điều. Lục lời tin nhắn, móc túi từng xu nè. Nào thì cha xét như hoãn thứ. Và yêu của anh ơi, em là tình yêu của anh đó. Cùng nhau ra đi trường, qua bao trận dài.